Vì sao đội tuyển Việt Nam bị loại dù còn một trận chưa đấu? Đội tuyển Việt Nam đã không còn hy vọng đi tiếp ở ASEAN Cup 2023 sau trận thua Indonesia dù phía trước vẫn còn một lượt trận chưa đấu. Theo điều lệ, hai đội nhất nhì ở mỗi bảng cùng với 4, 6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Cũng theo điều lệ, tiêu chí để xếp hạng chung cuộc sau vòng bảng nếu có hai đội trở lên bằng điểm nhau là đối đầu trực tiếp. Sau hai lượt trận của bảng D, Iraq có 6 điểm và đã chắc chắn giành một vé ở bảng D để đi tiếp. Nhật Bản và Indonesia có 3 điểm trong khi đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào nên đứng cuối bảng. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq. Trong trường hợp thua trận thì không có gì để phải lập luận cho vị trí của thầy trò ông Chu Xi. Còn nếu gây chấn động bằng một trận thắng, đội tuyển Việt Nam khi ấy sẽ có 3 điểm. Do thua cả Nhật Bản và Indonesia ở đối đầu trực tiếp nên đội tuyển Việt Nam vẫn phải đứng chót bảng và không còn cơ hội đua tranh cho vị trí thứ 3 xuất sắc. Đây là lý do để xác định thầy trò ông Chu Xi đã chắc chắn đứng chót bảng và chính thức chia tay ASEAN Cup 2023 sau trận thua Indonesia. Đây là kết quả thất vọng đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, thầy trò ông Chu Xi phía trước vẫn còn một trận đấu nên dù không còn hy vọng, các cầu thủ cũng cần phải nỗ lực hết mình vì danh dự, vì màu cờ sắc áo. Quan trọng nữa, một trận đấu tốt trước Iraq sẽ tạo sự tự tin bởi đội tuyển Việt Nam còn gặp lại đối thủ này ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.